Nhằm chào đón không khí tưng bừng của dịp Tết âm lịch năm 2018, thì Bạch Long Mobile đã mở ra một chương trình khuyến mãi ăn Tết lớn mua gì chúng đó dành cho tất cả khách hàng tham gia mua sắm và sử dụng dịch vụ từ Bạch Long Mobile. Và cụ thể là chương trình sẽ được diễn ra từ ngày 18 tháng 1 đến ngày 22 tháng 2 năm 2018, tức mùng 8 Tết. Và chương trình này sẽ dành cho tất cả các khách hàng sở hữu smartphone, máy tính bảng hay thiết bị di động tại cửa hàng Bạch Long Mobile. Cụ thể là khi mà bạn mua bất kỳ các sản phẩm smartphone ở thương hiệu nào thì bạn sẽ có cơ hội trúng ngay một chiếc smartphone ở thương hiệu đó. Ví như bạn yêu thích chiếc điện thoại iPhone thì khi mà bạn mua bất kỳ các sản phẩm iPhone nào, dù máy mới hay máy cũ, hàng nhập khẩu hay là hàng chính hãng, thì bạn đều có cơ hội trúng ngay một chiếc điện thoại iPhone 7 32GB mới 100% phiên bản quốc tế và còn nguyên siêu luôn đó nha. Còn nếu như bạn không yêu thích những sản phẩm đến từ Apple, bạn yêu thích những sản phẩm đến từ Samsung, thì khi mà mua bất kỳ những sản phẩm từ thương hiệu này thì bạn sẽ có cơ hội trúng ngay chiếc điện thoại mới toanh Galaxy A8 năm 2018. Và còn một thương hiệu đình đám khác mà không ngừng thu hút sự yêu thích của giới trẻ, đó là thương hiệu Oppo. Và khi mà bạn mua bất kỳ sản phẩm của hãng điện thoại này thì bạn sẽ có cơ hội trúng ngay một chiếc điện thoại Oppo F5 Youth, cực kỳ thú vị luôn đúng không nào? Và nếu như các bạn không yêu thích những dòng điện thoại mỹ nhi vừa kể trên thì đừng lo, khi mà các bạn mua những sản phẩm đến từ những thương hiệu như là Nokia, Asus, Vivo, Huawei, Xiaomi, Mobistar với giá trị từ 3 triệu trở lên, thì các bạn sẽ có ngay cơ hội trúng ngay một chiếc điện thoại Nokia 6 chính hãng. Và để tham gia chương trình khuyến mãi này thì khi mà bạn đến cửa hàng của chúng tôi, sau khi mua sắm các sản phẩm tại cửa hàng của chúng tôi rồi thì các bạn sẽ nhận ngay một phiếu để mà tham gia bốc thăm trúng thưởng, và các bạn chỉ cần điền đầy đủ thông tin của mình, sau đó đem phiếu của mình và bỏ vào thùng phiếu bốc thăm. Và chương trình bốc thăm này sẽ được diễn ra vào ngày 25 tháng 2 năm 2018 tại chi nhánh số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Cao, quận Nhất. Ngoài chương trình ăn Tết lớn mua gì chúng đó thì Bạch Long Mobile còn dành tặng cho bạn những ưu ái hấp dẫn khác, như là có thể có cơ hội may mắn rút ngay bao lì xì trị giá từ 100 đến 500 nghìn mà chúng tôi đã treo ngay những cây mai chờ bạn đến hái lộc đầu xuân, hoặc là tham gia mua sắm với những phụ kiện giảm giá sốc 40% khi mà bạn tham gia mua từ hai sản phẩm. Vừa rồi thì Yến Nhi đã cung cấp cho bạn tất cả những thông tin về chương trình khuyến mãi đặc biệt vào dịp cuối năm này tại Bạch Long Mobile. Nếu như mà các bạn có thắc mắc gì thì các bạn có thể liên hệ số điện thoại 1900 636469 để được chúng tôi tư vấn hỗ trợ tận tình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.